Ok và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong cái buổi sáng ngày hôm nay ngày 18 tháng 7 Thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường Và chúng ta sẽ cập nhật về xuống của Bitcoin mọi người nhé Nếu như mọi người chưa có tài khoản giao dịch thì mọi người có thể xuống dưới phần mô tả video Và có thể đăng ký tài khoản giao dịch của sàn giao dịch Binance Thì link đăng ký mình có để ở phần mô tả của video nhé nếu như mọi người chúng ta có tài khoản của sàn giao dịch Binance rồi thì chúng ta nên đăng ký thêm tài khoản của sàn giao dịch OKX và tài khoản của sàn giao dịch Bybit và Bitget. À, anh em chia vốn ra đánh cho an toàn và đỡ rủi ro nhé. Đặc biệt là khi mà anh em đăng ký rồi bên mình thì sẽ được bên mình support sau này nên rất là yên tâm và rất là an toàn mọi người nhé. Ok, quay trở lại với thị trường crypto của chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay trong cái buổi sáng ngày hôm nay khi mà mình đang ngồi cập nhật thị trường và mình đang ngồi phân tích thị trường với anh em thì hiện tại thì Bitcoin của chúng ta đang giao dịch ở cái nền giá là 64.600 đô. Về xu của thị trường thì chúng ta vẫn đang có một cái đà tăng trưởng cũng là chúng ta vẫn đang nhìn thấy Bitcoin của chúng ta thì nó vẫn đang giữ giá khá là tốt ở trên mức 64.000 đô. Hiện tại thì chắc chắn một điều là như anh em nào mà trong cái thời gian trước mà nếu như anh em mà chúng ta bắt được Bitcoin ở những cái vùng giá phía bên dưới này Thì hiện tại thì chúng ta vẫn đang có lợi nhuận và chúng ta vẫn đang cầm hàng Thì chúng ta vẫn có thể giữ trong cái thời điểm này Về xuống của thị trường thì mình đã phân tích cái việc Bitcoin nó sẽ tiến tới cái vùng 64 và 65 ngàn đô rất là nhiều khi mà Bitcoin ở cái vùng giá 53 ngàn đô Thời điểm đó là cái thời điểm mà người chơi và đa phần anh em chúng ta rất là sợ hãi và đa phần anh em ta rất là hoang mang chúng ta sợ rằng thị trường nó sẽ tiếp tục rơi nhưng mà thời điểm đó là cái thời điểm mà mình chia sẻ với anh em đó là thực sự Bitcoin nó đang ở trong một cái vùng giá có thể coi rằng nó là một món quà và cái đền giá mà thực sự nó quá tốt để chúng ta ôm và chúng ta làm giữ dài hạn thế nên là nếu như anh em nào mà chúng ta có cầm hàng chúng ta có ôm hàng được ở cái vùng giá đó thì thực sự rất là ngon chúng ta đã bắt được một cái nền giá mà gần như là trong mơ thế nên là chúng ta cố gắng là chúng ta cầm hàng và chúng ta giữ hàng ở cái thời điểm này vị thế quá tốt rồi thì cũng không có gì mà khiến cho các bạn phải uh, vội vàng để chúng ta chốt cả thì chúng ta vẫn có thể ôm nếu như mà chúng ta bắt được những cái vùng giá đầu 5 x thì nó quá tuyệt vời và nó quá ngon rồi đặc biệt là như anh em nào mà chúng ta lại có tiền chúng ta trung bình giá vấn đề xe nữa thì chắc chắn là chúng ta đang có một cái vị thế vào hàng và chúng ta đang có một cái điểm vào hàng nó quá tốt về đầu tiên thì mình sẽ nhìn về tổng quan chung về xuống của Bitcoin một chút thì về cái tổng quan chung thì chắc chắn một điều là như anh em mà chúng ta follow và như anh em mà trong nhóm của mình thì tất cả mọi người chúng ta trong nhóm của mình thì tối thiểu phải tăng trưởng khoảng 2,5 lần nếu như mà mọi người đi đúng cái plan và mọi người đánh đúng cái kịch bản của mình và theo cái chiến lược của mình ở trong nhóm vip thì hiện tại thì chúng ta vẫn đang nhân gần như là đen lắm là nhân hai đấy còn không thì trung bình là phải nhân hai năm lần rồi tại vì trước đây thì mình có đánh với anh em và chúng ta có những cái điểm vào hàng nó quá tốt ở dùng giá 17 bảy đô 17 bảy đô đây là một cái vùng giá mà mình có vào hàng cũng là mình có lên tàu với anh em này sau đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta lên tàu ở cái nền giá 22.000 đô và tiếp tục mình liên tục mình côn anh em ở những cái điểm vào hàng khi mà thị trường của chúng ta nó có một cái đà tăng và mất đi cái vị thế rồi nhưng mà anh em chúng ta biết đến mình sau thì mình vẫn liên tục mình côn anh em những cái điểm này thậm chí là mình vẫn rất là nhiệt tình khi mà anh em biết đến mình sau mình vẫn côn anh em ở cái vùng giá 43 000 đô này thì tất cả bốn cái vùng giá năm vùng giá này thì nó đều mang lại cho mọi người một cái mức lợi nhuận khá là ổn và chúng ta vẫn đang cầm và chúng ta vẫn đang gồng đời thôi thế nên là thực sự là cái thành quả mà chúng ta xứng đáng đến ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng nó hoàn toàn xứng đáng khi mà cả cộng đồng khi mà tất cả người chơi đều mất hết niềm tin thì chúng ta là những người chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta gom hàng chúng ta mua và chúng ta lắm chặt đó thì đến đến ngày hôm nay thì chắc chắn một điều là nhóm mình chúng ta tăng tài khoản là cái việc mà hoàn toàn xứng đáng thôi nhưng với điều kiện là anh em phải đi đúng cái plan và đi đúng cái kịch bản của mình ở trong nhóm tín hiệu và còn nếu mà anh em mà tự giao dịch thì mình không biết hoặc là anh em ở trong nhóm của mình nhưng mà cái sóng vừa rồi mà anh em không phát ao thì chắc chắn là bây giờ có khi còn âm tài khoản ấy đây chính là cái sóng uh, sóng vừa rồi đây sóng vừa rồi đây nhóm mình thì gần như là tất cả mọi người cắt ao hết nhưng mà có anh em nào mà không cắt ao thì mọi người lại mất đi cái lợi nhuận là cái điều đương nhiên tại vì cái sóng vừa rồi thì gần như an coi bị chia rất là tan nát trong khi đó thì nhóm của mình thì chúng ta thoát được con sóng giảm đấy và chúng ta lại bắt được ở cái vùng và chúng ta gom hàng ở cái vùng đáy nên là thực sự là nhóm của mình đánh rất là ok trong khi đó người chơi thì bây giờ họ thì cũng đang bị âm khá là nhiều thì sắp tới thì chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta sẽ tận dụng cái cơ hội với thị trường trong năm nay thì nó khá là nhiều. Thì anh em chúng ta có thể là chúng ta tận dụng cho mình trong cái thời gian tới nhé. Về xuống của thị trường thì Bitcoin của chúng ta nó vẫn đang tạo ra một cái vùng giá tăng trưởng ở trên sóng đêm 1. Bitcoin đang tiến tới cái vùng 64 700 đô để mà Bitcoin của chúng ta nó có thể tạo được một cái đà tăng thì Bitcoin nó cần phải vượt qua cả để mà Bitcoin của chúng ta thực sự nó có thể tiến tới cái mốc 80.000 đô thì nó cần phải vượt qua mốc 72.000 đô là cái mốc cần đầu tiên. Còn nếu như trong trường hợp mà Bitcoin của chúng ta nó chưa vượt qua được mốc 72.000 đô thì khả năng là chúng ta sẽ có một cái vùng giá và chúng ta sẽ có một cái đà sideways ở cái thời điểm này à, ở cái vùng giá này. Đó nếu mà nó muốn tạo một cái đà bất phá mạnh lên thì nó cần phải vượt qua mốc 72.000 đô. Còn không thì có thể là trong tháng tới thì mọi người sẽ nhìn thấy Bitcoin nó sẽ sideway với một cái biên độ rộng. Đấy có thể là Bitcoin của anh em nó sẽ quay với một cái biên độ rộng ở đây. Đó thì cái này thì chúng ta sẽ cần phải follow giúp mình. Nhưng mà cho dù cái việc mà Bitcoin nó quay thì mình nghĩ rằng là cũng không cần phải quá lo lắng hay là cũng không cần phải quá suy nghĩ cả. Chúng ta gom được cái vùng giá tốt rồi, chúng ta cứ giữ và chúng ta cầm chắc tay giúp mình thôi. Thì khi nào mà thị trường của ta nó tăng trưởng và nó thực sự nó đạt được những cái target tốt thì lúc đấy chúng ta có thể chốt ra thì cũng không có vấn đề gì và cũng chưa muộn đó thì cái đấy nó tùy vào cái chiến lược chơi của mọi người thôi về thời điểm này thì cơ bản thì anh em chúng ta nào mà cầm hàng chúng ta vẫn có thể giữ anh em nào mà chúng ta muốn gom thì chúng ta có thể gom từ từ gom cẩn thận nếu mà trường hợp mà thị trường có những cái nhịp đà và có những cái nhịp điều chỉnh tốt thì chúng ta có thể là chúng ta lên tàu thêm thì nó cũng ok trong cái thời điểm sắp tới nhé đó anh em là chúng ta cầm full đô thì chúng ta cứ gom hàng dần thôi Quản lý vốn, phân bổ vốn và chúng ta chia vốn ra chúng ta vào Thời điểm này nó cũng là một cái thời điểm tốt để chúng ta có thể tính toán chúng ta đầu tư Cũng là chúng ta nắm giữ dài hạn Một số anh em mà chúng ta muốn đánh ăn coi thì chúng ta có thể tham gia vào trong nhóm tín hiệu premium của mình Điều kiện tham gia thì hoàn toàn miễn phí thôi Anh em mà chúng ta muốn đánh an toàn cẩn thận hơn và thực sự là anh em chúng ta đồng điệu với mình thì chúng ta nên đăng ký vào trong nhóm tín hiệu vip thì tham gia vào trong nhóm vip thì sẽ có một cái chiến lược có một cái lộ trình đánh nó tối ưu hơn đặc biệt là mọi người sẽ được tham gia vào những cái buổi zoom định hướng riêng của mình những cái buổi zoom này thì mình sẽ không áp ra ngoài nhé ở trong ngày thứ ba thì mình có một cái buổi zoom định hướng với mọi người rồi anh em ở trong nhóm cùng mình nếu như mọi người chưa xem thì mọi người có thể xem lại video giúp mình trong cái buổi thứ ba mọi người nhé về xuống của thị trường thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về ETH thì. ETH thì cái sóng này thì nó cũng chạy khá là tương đồng với Bitcoin ETH thì cũng là một trong những đồng coin mà xứng đáng để chúng ta có thể ôm và chúng ta làm giữ dài hạn Nếu như mà mọi người mà chúng ta muốn ôm và chúng ta làm giữ dài hạn và chúng ta muốn gom thì chúng ta cũng có thể chia vốn ra chúng ta gom dần Ethereum cũng được đặc biệt là hôm trước nếu như ETH nó về ngay vùng giá khoảng dưới 3.000 đô mà anh em mà chúng ta gom theo cái chiến lược của mình thì thực sự nó quá ngon rồi trước đây thì mình đã từng có những cái điểm côn anh em lên tàu rất là tốt khi mà ETH nó về dưới 1.000 đô thì mình đã từng côn anh em ta lên tàu ETH rồi giá rất là rẻ nên là nếu mà anh em mà chúng ta đánh đời đầu với mình ý, thì có thể là bây giờ anh em vẫn đang có một cái mức lợi nhuận khá là ổn với Ethereum đó thì thực sự anh em nào mà bắt được ETH ở cái vùng giá bên dưới thì quá ngon Chúng ta tiếp tục chúng ta gồng giúp mình ETH cũng là một trong những cái đồng coi có tiềm năng tăng trưởng dài hạn Và một trong những cái đồng coi xứng đáng để chúng ta có thể hâu Và chúng ta làm giữ dài hạn rồi nhưng anh em mà chúng ta làm giữ Ethereum mình ta vẫn có thể chờ đợi người ta ghét cao hơn với ETH là 7 000 đô, 8 000 đô. Thậm chí là trong trường hợp là cái mùa sóng này nó tăng trưởng tốt thì ETH nó hoàn toàn có thể đạt được cái dấu mốc là 10 000 đô. Là cái điều mà không quá khó với ETH trong cái mùa sóng này. Ờ, thì anh em chúng ta cứ chia vốn ra chúng ta giải vốn ra chúng ta gom thôi nền giá này thì chắc chắn là cao hơn so với những cái nền giá mà thời điểm đầu mình côn anh em và cái nền giá dưới 1.000 đô nhưng mà bây giờ nó vẫn là một cái nền giá mà mọi người hoàn toàn có thể ôm và chúng ta vẫn có thể nắm giữ giải hạn được không có vấn đề gì cả giải vốn ra cho mình chia ra chia vốn ra sau đó chúng ta gom và chúng ta phân bổ vốn trong thời gian tới mọi người nhé về thị trường trong cái giai đoạn này thì ETH thì nó vẫn đang tạo một đà sideways sóng thì khá là tương đồng với sóng của Bitcoin nên chúng ta sẽ follow và chúng ta sẽ chờ đợi thêm trong cái gian tới giúp mình an coi hiện tại thì mình vẫn đang kỳ vọng là sẽ có tiếp tục có những cái đà tăng trưởng và sẽ có những cái nhịp hích lên trong cái gian tới thế là nếu như các bạn mà cầm an coi thì chúng ta vẫn có thể giữ nhưng mà tất nhiên là với một cái quá trình tăng trưởng của an coi khá là nhiều rồi thì một cái nhịp mà an coi có thể điều chỉnh khoảng 10-15% là cái điều mà hết sức bình thường trong cái đoạn này thế nên là nếu như các bạn mà gom mà các bạn thấy một cái nhịp điều chỉnh của an coi thì chúng ta cũng rất thấy nó điều hết sức bình thường thôi, vui vẻ thôi, không có vấn đề gì. Nó tại vì với một cái đà tăng trưởng của an coi rất là mạnh thì cái việc mà nó điều chỉnh là cái điều mà hết sức bình thường. Thì có một số đồng coi trong cái nhóm của mình thì hiện tại nó cũng đang tăng trưởng khá là tốt này. Như con DIM này. DIM của chúng ta trong nhóm tín hiệu của mình thì cũng là một trong những đồng coi mà tăng trưởng rất là tốt. Tính từ vùng đáy là con này nó cũng tăng trưởng khoảng x2 rồi. Thì đấy cũng là một cái đồng coi hồi phục rất là mạnh mẽ tính từ vùng đáy ở chúng ta có đồng coi VKLD cũng là một đồng coi mà hiện tại nó đã và đang hồi phục rất là tốt. Nhưng anh em nào mà chúng ta mua, chúng ta gom hàng và chúng ta đề xe trung bình giá thêm ở cái nguồn giá 1.7, 1.8 thì nó quá ngon để chúng ta có thể ôm và chúng ta vẫn có thể tiếp tục chúng ta giữ. Nó thể sau một cái đà tăng trưởng mạnh rồi thì tất nhiên là cái việc mà nó tạo ra những con sóng điều chỉnh là cái điều hết sức bình thường trong thời điểm này. Đó thì anh em chúng ta sẽ follow và chúng ta sẽ bám sát cho mình trong cái thời gian tới mọi người nhé. Đó thì nếu mà trường hợp mà thị trường của chúng ta nó tạo ra những cái con sóng tiếp tục để ăn coi thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta chốt lời nếu như mà thị trường nó tăng trưởng tốt trong cái thời gian tới mọi người nhé. Ok, thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ tranh thủ mình cập nhật thị trường mọi người một chút. Mọi người xem video, mọi người có thể ấn giúp mình nút like đô. Ngoài ra thì mọi người có thể tham gia vào Telegram, group Facebook và nhóm tín hiệu thì Ninh mình có để ở phần mô tả của video của mọi người nhé. Và video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc đây. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye mọi người.